Dịch 1.32, đoạn hội thoại B. 32. Conversation B. Would you like a newspaper, sir? Yes, please. USA Today. Would you like a newspaper, sir? Anh có muốn một tờ báo không? I'm afraid we're out. Yes, please. USA Today. Oh, có. Cảm ơn cho tôi tờ báo Mỹ của ngày hôm nay. Of USA Today. Would you like a Miami Herald? Yes, that's fine. How about you, sir? I'm afraid we have a USA Today. Would you like a Miami Herald? Tôi sợ là chúng tôi không còn tờ báo Mỹ ngày hôm nay. Anh có muốn tờ Miami Herald không? Vâng, cũng được. Yes, that's fine. Vâng, cũng được. Can you get me a Denver newspaper? Sure. How about you, sir? Còn anh thì còn ông thì sao? Can you get me a Denver newspaper? Cho tôi tờ Denver, cho tôi một tờ Denver. Được.